Wow. Và trên tay mình đây chính là một cái filter CBL dành cho Pocket 2 và vẫn có thể dùng trên Pocket 1 nha. Đây là một cái filter mình nghĩ cũng là khá là cần thiết đó. Nếu các bạn đi chơi du lịch nhiều, quay cảnh biển sông hồ thì mình nghĩ cái này gắn này là tối ưu nhất. Ok, thì tác dụng là gì? Nói chung là những cái dòng filter CBL thì nó sẽ tác dụng chính là nó sẽ giảm bớt cái lượng phản chiếu ánh sáng mà khi mà lên những bề mặt hồ, bề mặt kính á, khi bạn quay, ví dụ một cái đơn giản đi, khi bạn quay mặt sông hồ đi thì khi không có filter CBL thì bạn sẽ thấy những cái ánh mặt trời nó hắt trên mặt nước đúng không? Đó nó sẽ hắt hay một dải cả nhiều, lâu lâu nó rất là đẹp. Nhưng một số người quay họ sẽ không thích cái cảnh đó, họ muốn quay toàn bộ cái bề mặt hồ luôn một cách nó hoàn hảo hơn, màu xanh nó trong hơn. Ok, thì đây bạn sẽ gắn cái filter này vào, nó sẽ khắc phục được cái đó, nó sẽ hạn chế bớt cái sự phản chiếu ánh sáng trên những cái bề mặt đó, và bạn sẽ quay trọn vẹn hơn, màu xanh nó trong hơn, nói chung là sẽ chuẩn hơn. Ok, thì tác dụng nó sẽ tùy theo nhu cầu mọi người, nhưng mình nghĩ là nếu mình bạn quay nhiều thì bạn sẽ nên dùng filter CBL cho một số cảnh quay này, nó sẽ đẹp hơn. Còn số cảnh quay mà ví dụ như người nè ngồi trong xe hơi đó, khi bạn quay bạn sẽ không giờ thấy được mình ngồi trong xe hơi đâu, bạn phải dùng cái filter này để bạn phản hạn chế bớt cái sự phản chiếu ánh sáng á, để bạn thấy được cái người ngồi sau cái lớp kính của xe hơi đó. Nó có những cái tác dụng mình bắt buộc phải có những cái lens này để quay được những cái cảnh như vậy nha, chứ thường thường quay không được. Ok, thì trước mình dùng mình cũng không biết về filter nhiều đâu, nhưng khi mình học rồi mình những người khác, những người mà chuyên gia họ chia sẻ mình biết được, à thì ra cái quay cái cảnh trong xe hơi này phải dùng cái filter này đó, thì mới thấy được cái người ngồi trong xe hơi. À, chứ mình chụp hình chụp không như được, quay không được, nó bị phản chiếu, nó chói hết luôn. Với những sông hồ đó, ủa sao mặt sông này xong là họ quay trong suốt vậy mà nó không có mặt trời, à thì đây họ dùng filter này đó, tác dụng của nó là vậy luôn, cực kỳ rất là hữu dụng nha. Ok, hàng phi quay test là chất lượng rồi, cũng thiết kế kiểu dạng HEAT 500 á, các bạn có thể dùng, bạn để lên mà camera tự nó sẽ hít lại với nhau rất là chắc chứ không bị rớt. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Các bạn cần những sản phẩm về Pocket 2, Pocket 1 hãy liên hệ mình sẽ có tất cả luôn và giá cực kỳ tốt cho mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đừng quên like, comment để theo comment những cái thắc mắc của mọi người mình sẽ trả lời, và đừng quên subscribe nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thank you.